Chào mọi người. Đây là phản hồi của một bệnh nhân nam mắc bệnh lậu ở Lai Vung, Đồng Tháp đã chữa khỏi. Ngày hỏi bệnh 11 tháng 11 năm 2021. Triệu chứng: một tuần nay người bệnh thấy ngứa đường tiểu rất khó chịu, tiểu đau rát, sáng sớm vuốt dương vật thấy mủ trắng chảy ra. Chẩn đoán: viêm niệu đạo do lậu. Điều trị: thuốc đông y chuyên trị lậu. Tiên lượng: khỏi bệnh. Ngày nhận thuốc và uống: 16 tháng 11 năm 2021. Ngày hết thuốc: 22 tháng 11 năm 2021. Kết quả: bệnh nhân đã khỏi, thấy bình thường như khi không bị bệnh. Tiếp đó, người bệnh đặt thêm 6 ngày thuốc cho vợ uống. Chúc mừng bệnh nhân. Nội dung chi tiết mời các bạn xem trong phần tin nhắn. Đường đi dẫu xa